Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa. Phát biểu trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến cử tri, các ý kiến này sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời. Trao đổi với bà con cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định văn hóa là nguồn sống, nguồn động lực phát triển Hà Nội, phải giữ bằng được những di sản văn hóa cha ông để lại. Tổng bí thư đề nghị các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực xây dựng thủ đô xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người và nhiều danh hiệu khác nữa. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phải cố gắng làm sao xứng đáng là đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, phải có văn hóa, trình độ, đóng góp rất thiết thực, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Cái gì phải thì nhất quyết bảo vệ, cái gì không đúng phải phản đối phải phê bình nếu cần phải đấu tranh không nhân nhượng bí thư đề nghị mỗi cử tri và người dân thủ đô cũng phải cố gắng theo tinh thần đó phải xứng đáng là công dân của thủ đô văn hiến và anh hùng hào hoa và thanh lịch đóng góp nhiều cho trung ương trước hết là phát triển thủ đô